Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay tại website Milo. Thực ra thì em không có một hình mẫu lý tưởng cố định nào hết, cứ quan trọng em cảm xúc của em thôi. Nếu gặp em thích thì em sẽ thích. Vậy thì cũng được, có nghĩa là em không cần thiết là phải cao bao nhiêu, mắt phải to, mũi phải cao hay này kia nọ, đúng không? Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi, đẹp thì tốt, mà không có thì cũng không sao. Chính ra bài khó đó, bởi vì những người ta ra điều kiện đó, đôi khi nó dễ, còn cái người mà thôi miễn nhìn được áo là áo được á, à, nhìn được là được, mà biết chừng nào mới là được. Sao bây giờ á, là cứ để cho các bạn gặp nhau xem cảm xúc tới đâu, đúng không? Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào xin chào bạn nữ bên kia, tất cả các bạn trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đăng Nam, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và tại Đồng Nai. Em làm giáo viên tiểu học. Thì tiểu học là từ 1 lớp 5 đó hả? Dạ đúng rồi. Còn em? Dạ em tên là Huỳnh Ngọc Văn Tâm ạ. Năm nay em 23 tuổi ạ. Trước đây thì em đi sang Nhật 3 năm, và sau khi về thì em làm bên ngành chứng khoán. Hiện tại thì em đang muốn chuyển hướng để mình bồi dưỡng thêm tiếng Nhật á, để mình làm một cái ngành gì đó thêm về tiếng Nhật. Tới, dạ. Tới Nhật, đi phiên dịch chẳng hạn, ví dạ, dụ đúng không? Dạ. Bây giờ em đang ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Dạ quận 12. Quê của em ở đâu Tâm? Dạ ở Đồng Tháp ạ. Em trai là em ở quận mấy? Dạ em làm Đồng Nai. Đồng Nai vâng. Là tại thành phố Biên Hòa luôn hả? Không, em huyện Nhân Trạch. Ôi, sắp tới là có cầu rồi, khỏe rồi. Em cho đàn gái biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Em là người biết lắng nghe, khá là tâm lý. Ngoài ra em biết làm việc nhà, em cũng rất biết cách chăm sóc trẻ, vì đó đặc thù nghề nghiệp của em. Nhưng mà ngoài ra em cũng có một số khuyết điểm, như là em rất là thích ngủ. Em có thể ngủ cả ngày, ngủ từ ngày này ngủ qua ngày khác em đều thể ngủ được. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như hôm nay em cảm giác người sạch sẽ một chút, ngày mai không có làm gì, có thể nhiều lúc em lười quá em mệt, em không có tắm luôn. Ngoài ra cũng nhiều lắm, em thấy khuyết điểm em cũng khá là nhiều, nhưng mà tạm thời em chưa nhớ ra. Mời đàn gái. Còn em? Dạ, thì ưu điểm của em là có lẽ là em dễ thích nghi với một môi trường sống mới ạ, cũng nhanh nhẹn, cũng hoạt bát. Dễ thích nghi, giống như là ví dụ như bây giờ mình đang bình thường vậy nè, chiều mình trúng số thôi là mình thích nghi được hết. Thích nghi dạ, được liền. Dạ. Rồi nhược điểm của em là có lẽ là khó gần. Ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gần. Và cũng hơi lười, cũng giống như bạn trai vậy đó, là lâu lâu có lúc siêng, có lúc lười. Rồi có thèm ngủ giống như bạn không? Khi mà em làm ở bên Nhật á, thời gian của em ngủ có thể là một ngày 16 tiếng. Tại vì em làm đêm quá nhiều á, cho nên là em phải ngủ lại, bù lại. Khuyết điểm của em chắc là thù dai, chắc là thù dai. Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và không quên được. Không dạ. Quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dai nó mệt lắm. Anh trai, được tình duyên em thế nào? Thực chất thì em có 2 mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây vài năm trước. Mối tình nó mấy năm? Dạ hơn 1 năm anh ạ. Hơn năm rồi, mối tình sau là mấy năm? Dạ mối tình sau thì em kéo dài hơn nửa năm thôi. Như vậy thì cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi. Còn em thì có mấy mối tình rồi? Dòng đời cũng đưa đẩy em ế tới giờ. Ế tới giờ là dạ, sao? Dạ tại vì em khó tính. Vậy là em gái chưa bao giờ trải qua mối tình nào? Dạ vâng. Bây giờ em tưởng tượng xem cái người trong mộng của em là người như thế nào? Dạ cái gu của em là cái người mà có cái mặt á, hơi baby cute. Nói chung